Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 330.000 token Smart nha. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video mà tôi đã tắt chatbot rồi mà. Các bạn lưu gấp xa để đi tiếp nữa mà. ZC gấp xa gì khó ghê ta. 2 C Yeah. Sai luôn. GV LV chính xác chấm chấm. Rồi các bạn bấm sau son này gấp nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn son đến gấp nè. Rồi trên nghiên gấp các bạn chat câu đi các bạn. Cái máy điện thoại của mình nó bị gì tơi. Good. Để chép mình không phải là cái máy thôi các bạn. Tiếp tục xem tiếp kênh channel. Rồi tiếp tục cắt đắp nè. Tiếp tục follow Twitter nè. Trên Twitter nó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp nè. Rồi vô đây các bạn pinbot nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn kích dẫn như Twitter tăng dài người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn Twitter. Ê! Sau nha các bạn chích dẫn tới quýt tăng dài người bạn bấm tới quýt nè các bạn. Sau đó thì bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào submit đi tên nè các bạn. Rồi bấm down nè. Rồi. Ison kênh group. Xong xuôi Ison tiếp kênh channel. Bạn kiểm tra đó thôi các bạn. Ison tiếp kênh channel luôn. Rồi trên kênh channel nó bạn Ison chào các bạn. Sau đó bắt up lên nè. Bạn bấm down. Rồi các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tài Twitter của mình ra thì dưới bên avatar mình sẽ thấy được username tài Twitter mình nha các bạn. Win V này nó chính mạng với quê mình có lúc mạnh lúc yếu nên khó ở cộng Win V này nó chính. Mạng chậm quá. Rồi tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa nha các bạn. Nhìn vào đây nè. Rồi trên kênh YouTube thì bạn đăng ký nha các bạn. Các bạn bắt đập lên nè. Submit đường link profile. Rồi các bạn submit đường link profile lên YouTube mình thì bạn nhập vào avatar của mình nha bạn. Nhập vào kênh của bạn nè. Bạn nhập vào cánh cục nè. Bạn nhập vào chia sẻ nè. Sau đó bạn sao chép đường link liên kết kênh YouTube mình nha các bạn. Rồi sau đó bạn gửi lại cho bot nè. Rồi tiếp tục cũng submit địa chỉ bên bi sở mát trên bet 20 trên chiếc chocolate của tất cả các bạn. Rồi sau đó bấm balance sheet để chết số cần của mình kiếm được nè các bạn. Rồi bấm vào mi giúp form để mình ghép mình chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm thêm token nè tất cả các bạn. Chỉ video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.